này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng bậc cực hỷ thối truyền nên gọi là bất thối truyền, vì đối với tưởng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân thối truyền nên gọi là bất thối truyền, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng năm loại mắt thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với tưởng sáu phép thần thông thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng pháp môn tam ma địa thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với tưởng pháp môn đà la ni thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng mười lực Phật thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với tưởng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thối chuyển, nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng pháp không quên mất thối chuyển, nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng tánh luôn luôn xả thối chuyển, nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng quả dự lưu thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng quả nhất lai bất hoàn a la hán thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng quả vị độc giác thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng trí nhất thiết thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với tưởng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với tưởng phàm phu thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với tưởng thanh văn tưởng độc giác tưởng bồ tát tưởng như lai thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao